Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Trang TV. Thì cái livestream trước á, em có livestream một cái video em đi ruộng hái rau muống, hái rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em quay cái video này, em review lại. Em sẽ chia rau muống này để chia sẻ cho các anh chị ở cùng xóm. Tại vì bình thường á, mấy ngày trước á là các anh chị có rau củ quả đồ ăn gì là mấy anh chị chia cho mỗi một gia đình một ít. Thì thành ra hôm nay á, em đi ruộng hái được nhiều rau muống, em sẽ chia sẻ lại. Cho nên là chia sẻ yêu thương mùa dịch. Yêu thương mùa dịch cộng rau muống rất là mập luôn cô chú anh chị ơi. Bây giờ em sẽ để chia sẻ cho 4 hộ gia đình đi. Tại vì xung quanh đây gần nhất là 4 hộ gia đình. Em sẽ chia thành 4 bậc như vậy. Cộng nào cũng thấy mập mập không mà cô chú ạ. Nào cũng mập mập không. Cái này là lỗi cô chú anh chị sẽ bớt lỗi, hoặc là xào hoặc là luộc chấm chao sẽ rất là ngon. Chứ như đây để ăn lâu cũng đâu có ngon đâu. Phải chia sẻ. Từng bọc để chia gửi đến mấy anh chị, nhưng mà lúc mà em đem lại gửi thì em sẽ không có quay phim. Mình lịch sự tế nhị, tại vì mình quay vlog á, mình chỉ review cái công đoạn của mình thôi, đem lại chia sẻ với mấy anh chị. Mình quay phim thì kỹ, chủ yếu là quay kỷ niệm vlog như là trang nhật ký của cá nhân á cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cũng làm vlog hoặc là quay vlog lưu lại kỷ niệm mà up lên YouTube á, thì cô chú anh chị tương tác với kênh YouTube của em, rồi em sẽ vào em tương tác, em xem video lại, rồi em để lại like, em để lại bình luận, tương tác ủng hộ YouTube qua lại, cũng như là xem video vlog để chia sẻ một yêu thương này nhiều lắm luôn. Đây để xem nè, nhiều rau, cộng nào cộng mấy này, cộng nào cộng mấy mập lù. Chắc em chia thêm một bọc đó, 5 bọc. Bọc đi nhiều lắm. Nhiều thì mình chia ra nhiều. Ăn một mình thì ăn bao nhiêu mà cho đủ, để chia ra từ
chừng nào nghỉ sớm. Tại vì em thì không có giỏi giao tiếp với chú anh chị em, nhưng mà chia sẻ yêu thương thì được. Em thì cũng khá là tánh tình rất là không biết nói sao, tính tình rất là thẳng, mà nhiều khi ít giao lưu, nhưng mà YouTube là em giao lưu đều nha cô chú anh chị, tương tác cho cô chú là rất là ok. Cô chú anh chị qua lên YouTube của em tương tác lại trả lại, em sẽ qua YouTube của cô chú lại để xem livestream cũng như là xem video. Cậu nào cậu máy mọc quá trình mọc luôn ở địa phương của cô chú anh chị nha. Cái thời gian giãn cách xã hội này thì như thế nào? Em thì cũng thực hiện rất là tốt, rất là ít các ca mắc Covid, tại vì ở trong nhà không à. Khi nào mình cần đi chợ thì mình lên cái group của Zalo mình đặt cái đơn đi chợ. Ví dụ như hôm nay đặt thì ngày mai sẽ có đơn hàng, người ta sẽ đem lại cho mình. Phải đặt trước một ngày để người ta sắp xếp. Đặt thì mỗi lần đặt thì đặt các món cho đều cái đơn hàng, chứ đừng có lắc nhắc bữa nay mua ký đường, mới mua ký thịt, mốt mua nửa ký rau thì không được. Nói vậy thời điểm này ai mà không có tủ lạnh cũng thiệt thòi lắm. Có tủ lạnh thì mới để đồ ăn được lâu được, không có tủ lạnh thì không có để được, mua lần ăn dữ lắm là 3-4 ngày chứ ăn từng lễ đâu có được đâu cô chú ơi. Đây là hết cái thùng rau rồi đó, nãy đi em đem theo cái thùng mút thì bây giờ đầy thùng mút, bây giờ chia lại một bọc cho chú coi nha. Bốn mọc, chắc mình chia thêm mọc nữa, 5 ngàn rồi. Bây giờ em sẽ đem đi gửi các anh chị ở gần đây chia sẻ. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái review ngắn em chia rau muống, chia sẻ yêu thương thời gian giãn cách xã hội này. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ vlog của em nhé. Cô chú anh chị nào có theo dõi kênh của em là kênh em có bán bông trang nữa, cô chú anh chị mua ủng hộ. Nếu như mà có yêu thích bông trang, có ý định mua bông trang á, thì mua đâu cũng vậy, mua bên kênh YouTube của em, mua ủng hộ cho em cảm ơn rất là nhiều. Rồi cô chú anh chị, kênh YouTube của cô chú anh chị có bán mặt hàng gì thì em vào em tương tác em thấy và em có nhu cầu mua là em sẽ đặt mua liền để ủng hộ qua ủng hộ lại. Rồi, bye bye cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ. Love you, luôn giữ gìn sức khỏe, bình an. Mỗi ngày là một niềm vui tràn đầy năng lượng. Bye bye.